Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá gas mới nhất hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2023. Để theo dõi và nhận được những thông tin mới nhất về giá gas, giá CP hàng ngày trên thế giới và dự báo giá gas tháng tới, các bạn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Trong bản tin hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Cập nhật thông tin về giá gas trên thị trường thế giới mới nhất. Tiếp theo là cập nhật thông tin giá CPLPG tháng 10 năm 2023 và dự báo giá gas trong nước tháng 10 năm 2023 mới nhất, tính tới ngày 23 tháng 9. Cuối cùng là những thông tin về giá gas trong nước hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá gas hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2023, giá gas trên thị trường thế giới bất ngờ tăng cao. Mở cửa phiên giao dịch sáng 25 tháng 9 năm 2023, giá gas hôm nay tại thị trường 0,31%, lên mức 2,89 USD trên MMBTU, đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 11 năm 2023. Trang Oil Price đưa tin, Bộ Kinh tế Nga dự báo giá khí đốt xuất khẩu của nước này sang các nước sẽ đạt 434 USD trên 1.000 mét khối trong năm nay, trước khi giảm đáng kể xuống còn 321 USD trên 1.000 mét khối vào năm tới. Các điều chỉnh giảm giá sâu hơn đã được đưa ra trong dự báo cho những năm tiếp theo, xuống còn 308 USD trên 1.000 mét khối vào năm 2025 và dưới 300 USD trên 1.000 mét khối vào năm 2026. Mức điều chỉnh này thấp hơn mức 405 USD trên 1.000 mét khối cho năm 2024 trong dự báo được đưa ra hồi đầu tháng này. Thậm chí, những con số dự báo khác còn ảm đạm hơn, ở mức 419 USD trên 1.000 mét khối cho năm 2023, 290 vào năm 2024, 272 USD vào năm 2025 và 260 USD vào năm 2026. Trong khi đó, mới đây, Ủy ban châu Âu EC đã khởi động đợt mua khí đốt lần thứ 3, nhằm đảm bảo nhu cầu của các nước thành viên trước mùa đông, cũng như tránh phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga. Ủy ban châu Âu cho biết, đang kêu gọi các công ty châu Âu đến ngày 27 tháng 9, cần gửi yêu cầu về tổng lượng khí đốt. Sau đó, cơ quan này sẽ tìm kiếm các công ty chào hàng trên thị trường quốc tế từ ngày 3 tới ngày 4 tháng 10. Nếu giao dịch được ký kết, thì các đợt giao hàng dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025. Theo Phó Chủ tịch EC Maros Sefcovic, tình hình thị trường khí đốt vẫn diễn biến căng thẳng. Do đó, các nước thuộc Liên minh châu Âu EU cần thận trọng theo dõi thị trường, để có thể tiếp tục triển khai việc mua chung khí đốt, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định với mức giá tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, cập nhật mới nhất giá CPLPG tháng 10 năm 2023 trên thị trường thế giới tính tới ngày 23 tháng 9, hiện vẫn đang có mức giá là 571 USD trên tấn. Vì vậy, dự báo giá gas tháng 10 năm 2023, tính tới ngày 23 tháng 9, thay đổi tăng 5.000 đồng trên bình 12 kg, 20.000 đồng trên bình 45 kg do giá CPLPG tháng 10 năm 2023, tăng 16 USD trên tấn, so với CP chính thức tháng 9 năm 2023. Về tình hình giá gas trong nước hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2023, tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ trong nước tháng 9 năm 2023 tiếp tục tăng tháng thứ 2 liên tiếp theo đà tăng của giá gas trên thị trường thế giới. Cụ thể, các hãng gas tăng giá với loại bình gas 12 kg có mức tăng 33.000 đồng trên bình, tương đương giá gas tăng khoảng 2.750 đồng trên kg. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ tháng 9 năm 2023 tại thị trường Hà Nội là 413.160 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.652.640 đồng trên bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 33.000 đồng trên bình 12 kg và 132.000 đồng trên bình 48 kg, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tương tự, từ ngày 1 tháng 9, giá bán gas SP của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Petro tăng 2.750 đồng trên kg, đã gồm thuế, tương đương tăng 33.000 đồng trên bình 12 kg. Với mức tăng này, mỗi bình gas SP 12 kg sẽ được bán ở mức 406.500 đồng. Nguyên nhân giá gas bán lẻ tháng 9 năm 2023 tăng là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 9 năm 2023 ở mức 555 USD trên tấn, tăng 90 USD trên tấn so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, sự biến động tỷ giá ngoại tệ Việt Nam đồng so với đồng USD cũng khiến giá gas nhập khẩu tăng lên khiến tổng công ty gas Petrolimex phải thực hiện điều chỉnh theo mức tăng tương ứng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video mới mỗi khi kênh phát hành.
Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.